Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi, là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là Tưởng từ Hà Nội vào đó hả Tưởng? Dạ vâng ạ. Ôi, Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Cảm ơn anh. Chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ vâng ạ. Thật là chúng tôi nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều bay từ thành Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cảm thấy mà em nói dối là em cảm thấy em xấu hổ, không nói dối được bao giờ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình như là nữ công gia chánh đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái ấy. Nhát gái? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác, rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy Tưởng hết sức là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á thì thấy Tưởng có một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi, nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi, nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của Tưởng là gì? Em hay đi lang thang, ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè. Con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc. Thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt, đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn? Dạ, dạ. Sao làm thử coi. Mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Lần đầu đến bước đến trường đến quay. Đến trường quay. Nghe giọng bạn gái đang muốn say, chắc hẳn là người ưa lãng mạn, biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu. Mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Ồ, oh, dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa yêu nhau Ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lại nhà hai. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em, tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock đúng không? Dạ. Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa và Vinh ạ. Trời đất ơi, tưởng đâu xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái ấy. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả?
Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm. Chưa cua được bạn nào. Dạ. À, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản. Tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình, tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Ừ. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. À, em trai, dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Ừ. Bởi vì là em không đọc tâm lý các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi phải để đấy. Yên tâm, bộ đội là phải nói đâu ra đó hết. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi mình cho gặp nhau. Tưởng, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hà Công. Dạ, chào thủ trưởng. Kính chào quý vị đại biểu, anh Quyền Ninh, Nam Thư. Tôi là Nguyễn Hồng Thái. Dạ. Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng tại trường Sĩ quan Đặc Công. Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Đặc Công, là người có phẩm chất đạo đức tốt. Và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi. Và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè. Bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ, có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí Tưởng. Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau. Xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ. Mẹ em là người kia. Ồ, có mẹ vào nữa à? Dạ. Rồi, chào cô. Xin chào trường quay ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ. Tôi đến từ Nam Định. Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ. Hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được trưởng ạ. Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến. Dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh xin tặng em một lẵng hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách. Thực ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn, có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau. Thì em tặng anh cuốn này. Anh cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Cuốn sách gì đó, tựa gì đó. Ai cũng cần một người ở bên cạnh. Tựa sách rất là hay và ý nghĩa ha. Dạ. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè. Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào? Những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? Lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút. Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản, có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình. Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ. Nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Thực sự là em chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá. Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ là thế. Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá sôi nổi hay không. Nhưng mà anh thấy em có một cái nét rất là e lệ, nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình. Không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả. Không bấm, không sao cả. Có hàng triệu người đang xem, những người đó sẽ bấm cho mình.
và bấm nút là hôn nhau đấy nha. Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc, với con tim của mình. Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết giờ. Thời gian. Bạn nữ không bấm. Không sao cả. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật ra thì không, em không bấm không phải là vì không muốn bấm. Không muốn bấm. Em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút. Có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái hơn. Chính xác là như vậy. Không sao, quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng. Hãy sống thật với trái tim của mình và lòng mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây.